Xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog với chuyên mục tin tức an ninh trật tự. Thưa các bạn, một thông tin hết sức chấn động là tại tỉnh Cà Mau, một ngư phụ đã đến cơ quan công an trình báo về việc một tài công đã chối bốn người lại và dùng mã tấu chém sau đó vứt xuống biển phi tang. Hết sức chấn động nha các bạn. Thông tin như sau. Thưa quý vị các bạn, theo thông tin ban đầu thì hồi tháng 11, anh T, 30 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, làm ngư phủ trong một chủ ghe mang biển kiểm soát tại tỉnh Bến Tre. Tài công của tàu này tên Chiều nha các bạn. Anh T không xác định trên tàu có bao nhiêu người. Theo trình báo của anh T, quá trình đánh bắt cá trên biển, Chiều thường xuyên dùng ống tiếp sản xuất nước đánh các ngư phủ. Các ngư phủ được cho là không dám phản ứng vì Chiều có súng điện nha các bạn, hết sức là khủng khiếp. Khoảng một tháng sau, lúc trời tối, Chiều dùng dây chói một ngư phủ treo lên, sau đó dùng mã tấu tự chế chém vào vai, vào đầu người này nhiều cái rồi xô xuống biển phi tang. T khai thấy ngư phủ nói trên bị chối tay xong rồi quất xuống biển, nổi lên hớp mấy cái rồi chìm xuống biển. Hết sức là dã man nha các bạn. Thấy vậy, T nói với Chiều sao đánh người ta dữ vậy thì bị chửi đánh ngất xỉu. Đến hôm sau, T nghe ngư phủ khác nói lại Chiều dùng mã tấu chém thêm ba người nữa đều quất xuống biển. Quá trời dã man các bạn, nếu đây là sự thật thì không thể tưởng tượng được, như là khủng bố IS nha các bạn, khủng bố IS người ta là tử vì đạo, cái này là không biết là cái gì, quá dã man, còn hơn cả khủng bố. Khoảng 15 ngày sau, khi hầm chứa cá đầy, Chiều cùng một ngư phủ chạy tàu cái vào hướng cửa biển sông Đốc. Những ngư phủ còn lại, trong đó có T, bị đưa sang tàu đực. Các ngư phủ này quyết định chặt dây neo chạy tàu về hướng cửa biển Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Khi tàu cách bờ khoảng 1 hải lý thì mắc cạn. Lúc này tàu lưới của một ngư dân đi ngang qua nên bốn ngư phủ trong đó có T xin đi nhờ vào đất liền. Lên bờ, T đến đồn biên phòng Đất Mũi trình báo. Hiện công an đang xác minh thông tin. Hết sức dã man các bạn. Anh T này trình báo là có kèm theo hình ảnh nha các bạn ha. Tôi nghĩ là anh T này không có trình báo sai đâu. Nếu sự việc thay là sự thật thì hết sức là khủng khiếp. Chưa có vụ án nào mà dã man như thế này ha. Chối người ha. Xong rồi chém chết, xong rồi bước xuống biển phi tang. Hết sức dã man. Có thể đây là vụ án chấn động nhất năm 2020 đây. Qua Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo công an cùng bộ đội biên phòng khẩn trương điều tra xác minh vụ việc, và khi có thông tin mới nhất thì A Tạ sẽ cập nhật cho các bạn ha. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bản tin tức an ninh trật tự trên kênh của Việt Nam Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại.